Hello Phú. Qua chào cô. Chào con. Have caught Yeah. Okay. But do you have time to eat breakfast? I have eat breakfast. You have eaten breakfast. Okay. Yes, so can you wait for me a little bit? I need to open. What? Can you wait for me? Wait for me a little bit. No. No? Why? Okay. So I am opening this. Но, к сожалению, это не совсем так. Cái gì con? Con xem TV ở ngoài kia. Okay. Okay. So now we will start our lesson today. Yeah. Yes. Here. Okay. So can you see the picture here? Yeah. Yes. Okay. So what can you see in this picture? I can see hello. Oh, you can see hello. Okay. So yeah. So actually, so hello. Hello is English, right? Yeah. Yes. Okay. So in this picture, you can see many languages, such as English, this is Japanese, or German, or Chinese, okay? Yeah. Yes, so here are languages, okay? Okay. Yes. So look at this picture and you can guess what the topic for today's lesson is. Can you guess the topic? For today's lesson, national. Ah, okay, yes. So we are going to learn about nations or countries, right? Okay, yes. Okay, so now let's answer my questions. So we are living in Vietnam, right? We are all from Vietnam, right? Okay, so do you like our country? Do you I really like our country. You really like Vietnam, right? Okay, so what makes you like our country? What makes you like our country? Our country is very beautiful. Yes, very beautiful. And what else? Beautiful for what? It has a lot of beautiful. Okay. So it has many beautiful landmarks, right? Landmarks. Oh, yes, landmarks. Can you repeat? Landmarks. Yeah. Okay. Or you can say that it features like breathtaking scenery. Okay, so do you know the meaning of this sentence? No? Okay, so breathtaking. Oh, I don't know. Okay, no. Cái từ cái câu này con nhá, cái đầu tiên con học cho cô cái từ breathtaking này, cô cái từ mà cô đang bôi đậm này, breathtaking có nghĩa là ngoạn mục nhá, hoặc là kiểu rất là tuyệt vời ấy, được chưa nhỉ? Breathtaking. And how about scenery có nghĩa là phong cảnh con nhá, được chưa nhỉ? Okay, tức là Việt Nam có phong cảnh
ngoạn mục đúng không nhỉ, hoặc là Việt Nam có khung cảnh rất là tuyệt vời đúng không, được chưa nhỉ? It features breathtaking scenery. Okay. Okay. Yes. So can you repeat this sentence? It features. Can you repeat? Features. Yes. Breathtaking. Breathtaking. Yes. Scenery. Scenery. Yes. It features breathtaking scenery. Scenery. Yes. Okay. Good. Okay. And what else? What makes you like Vietnam? I like Vietnam because because it was it was okay. So if you can explain your ideas in English, you can ask me. I will help you to explain it in English. Okay, ý con muốn nói là gì? Con cũng chưa biết là nói ý gì ạ. Chưa biết là ý gì ạ? Rồi, ok. Cô lại tưởng con là con không biết giải thích cái ý đấy thôi, trong tiếng Anh thế nào ấy. Rồi. Ok, so do you think that our country is peaceful? Peaceful. Yeah. Yeah? Okay, so I think our country is one of the most peaceful countries in the world, right? Wow. Okay, so we have no wars nowadays, right? No war. Yeah. Yes. No wars, right? No terrorists. Yeah, so you know this word? Terrorist? No. Okay, terrorist, that means khủng bố, right? Yes. No wars, no terrorists. Right? Okay. Yes. Okay, so you can say that our country is peaceful. So I like our country because it's peaceful. There are no wars, yeah, as well as no terrorists in our country. Okay. Yes. So now can you explain this idea again? Explain it. Again, so what makes you like our country? Because my country is very beautiful, because it has a lot of landmarks, it features breathtaking scenery, yes, and it scenery, and it's very peaceful. It has no wars and no terrorists. Yes. Okay. Okay. Rồi, cô sẽ lưu ý cho Vũ một chút nhé. Đầu tiên có thể nói là gì nhỉ? I like our country because... firstly, con sẽ dùng cho cô những cái từ nối như sau nhé. Firstly, our country is beautiful. Okay, so it has many wonderful landmarks and it features breathtaking sceneries. Okay, xong con thể sử dụng từ nối khác là gì? Besides, bên cạnh đó đúng không nhỉ? Bên cạnh đó thì sao? Hoặc là secondly, đúng không nhỉ? Secondly, đúng không? Besides or secondly. Okay, the thing that makes I love our country is it's beautiful, it's peaceful. Okay, the thing that makes me love our country is peaceful, right? Okay, so you can say this. The thing that makes me love our country is peaceful.
Okay. There are no wars as well as no terrorists in our country. Okay. Yeah. Okay. So have you got it? Cô đang dạy cho Vũ cái cách mà con có thể tức là triển khai ý của mình ấy. Được chưa nhỉ? Ok, thay vì sử dụng thay vì sử dụng những cái mẫu câu kiểu mình cứ lặp đi lặp lại đúng không? Because hoặc là it is very beautiful, it is very peaceful đúng không? Mình cứ lặp đi lặp lại thế nó rất là kiểu nhàm chán đúng không nhỉ? Được chưa? Thì con thì sử dụng những cái cấu trúc khác nhá. Và có lưu ý cho cô khi mà mình liệt kê ra nhiều ý ấy thì con cần đưa vào những từ nối cho cô nhé. Ví dụ firstly này, secondly hoặc besides, in addition, có rất là nhiều từ nối đúng không? Mà Vũ biết đúng không? Được chưa? Ok, cô nghĩ là con biết những cái từ này nhưng mà tức là khi mà mình nói thì mình mình gọi là mình chưa sử dụng nhiều nên là con có thể quên đi ấy. Được chưa nhỉ? Đấy nên là con có thể áp dụng được ở trong những cái trường hợp như vậy, được chưa nhỉ? Ok. Vâng. Rồi. Ok, so now so now I want to see some pictures. Pictures here. Okay. So you know this place, right? Where is it? Where is it? Where is it? It is Tây Lạc. Are you sure? So, okay. So, were you born in Hà Nội? Were you born in Hà Nội? Con tưởng là cái nhà này thì con không. No. Con biết cái này ở đâu không? Cái ở đâu? Có phải Hồ Tây không? Ở Hồ Tây. No. Kiểu này là Vũ chưa đến đây nhiều lần đúng không? Đây là Hồ Hoàn Kiếm con nhé. Không phải Hồ Tây nhá. Hồ Hoàn Kiếm khác Hồ Tây nhá. Vâng. Được chưa nhỉ? Rồi, ok. Vâng. Yeah, so this is in Hoàn Kiếm Lake. Right. Hoàn Kiếm Lake. You know it? Hoàn Kiếm. Yeah. Yes. Hoàn Kiếm Lake. Okay. Or we call it Scott Lake. Scott. Scott Lake. Okay, Scott Lake. Cái từ Scott này con nhau nó có nghĩa là cái kiếm ấy. Được chưa? Cái hoàn kiếm này thực ra có rất là nhiều tên ấy. Đây cô chỉ đưa ra những cái tên mà cô biết. Okay, mình thường gọi nó là hoàn kiếm đúng không? Hồ Hoàn Kiếm đúng không? Okay, được chưa nhỉ? Còn đây là cái tháp rùa đúng không? Được chưa nhỉ? Okay, so where is it located? Where is Hoàn Kiếm Lake located? Where is Hoàn Kiếm Lake located? Hoàn Kiếm ở đâu nhỉ con nhỉ? Where is Hoàn Kiếm Lake located? In which city? I mean, in which city? Hoàn Kiếm ở đâu? Vũ? In Hanoi City. Ah, okay. So you can say that it is located in Hanoi City. Okay? It is located in Hanoi City. City. Yes. Can you repeat? It is located in Hanoi City. Yes. Very good. Okay. So have you visited this place is at this place have you visited sometimes okay so sometimes you go there right yeah yes okay okay so do you think this place is beautiful? I think it is very beautiful. Ah, okay, good. And what do you often do when you go to Hoàn Kiếm Lake? What do you often do when you go? I often ride bicycle around lake. Ah,
You often drive your bicycle around the lake. Wow, that's fun, right? Okay, so who often goes with you to Hoàn Kiếm Lake? I always go with my family. You always go with your family. Okay, good. And let's move to the next picture. Okay, so do you know where it is? Do you know where it is? So you see Phố Hàng Bạc here, right? Yes. Yeah, so it is a street, right? A street named Hàng Bạc, right? Okay. Yes. Yeah. So actually, in Hanoi, there is a place that have that has many streets that starts with Hàng, right? Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Hàng gì đó đúng không? Có rất là nhiều hàng đúng không? Okay. Yeah. Cái chỗ đấy đúng không? Cái chỗ đấy có rất là nhiều phố nó tên là bắt đầu chữ hàng đúng không? Ok, vậy cái phố đấy gọi là gì nhỉ? What is it called? What is it called? Cái chỗ đấy mình gọi là gì trong ở trên Hà Nội nhỉ? Cô có biết không? Phố cổ à? Yes, oh, street. Phố cổ. Ok, phố cổ trong tiếng Anh mình có từ là The Old Quarter nhá. The Old Quarter. Ok, The Old Quarter. Can you repeat? The Old The Old Quarter. Yes, very good. Okay, rồi, có nhớ cho cô phố cổ trong tiếng Anh mình gọi là The Old Quarter. Okay, được chưa nhỉ? Rồi, okay, so have you been here? Have you been here? Have you been to The Old Quarter? Có từng đến phố cổ bao giờ chưa? Con từng đến một lần rồi ạ. Only once. One time. Only one time. Yeah. Okay, so what did you do there? What did you do in the old quarter? I went shopping in there. You went shopping there. Okay, good. Yeah, so what did you buy? What did you buy in the old quarter? I buy bình như cả với cả với cái đồ khác nhớ là okay, I bought something, right? That I don't remember. Okay, you can say that I bought something that I don't remember. Okay. Yes. Rồi, vừa nãy cô hỏi con là what did you buy in the old quarter đúng không nhỉ? Cô đang hỏi con về cái thì quá khứ đúng không? Tức là con đã mua gì đấy đúng không? Thì khi con trả lời cô nhé, con cần lưu ý cho cô là cái từ buy mình phải chuyển thành bought, đúng không nhỉ? Buy into bought. Okay. Yes. And next picture. Next picture here. So, what is it? What is it? Chùa Một Cột ạ. Yes, that's right. So do you know its name in English? I don't know. Okay. Yes, so I will show you. So it is called One Pillar Pagoda. One Pillar Pagoda. Okay. Can you repeat this phrase? One Pillar Pagoda. One Pillar Pagoda. Yes, very good. Rồi, okay. Cái từ này có nhắc được gọi là chùa một cột đúng chưa nhỉ? Pillar đây có nghĩa là cái cột đấy. Còn one là một đúng không? Còn pagoda là chùa đúng không? Được chưa nhỉ? One Pillar Pagoda. Okay, yes. Have you gone here? Have you gone there? No. Okay. No, yes. Okay, so this pagoda is near Ho Chi Minh Mausoleum. You know, Ho Chi Minh Mausoleum. You know this word? No. Okay, rồi, cái chỗ này có nhắc thì nó gần với cả Lăng Bác ấy.
Mausoleum. Mausoleum ở đây có nghĩa là lăng bác. Được chưa nhỉ? Hồ Chí Minh Mausoleum. Ok. So can you read this secret? Mausoleum. Vâng. Hồ Chí Minh Mausoleum. Mausoleum. Yes, very good. Hồ Chí Minh Mausoleum. Yes. Ok. Rồi, nhớ cho cô cái từ đấy là lăng bác nhá. Được chưa nhỉ? Ok, here. It is you. This is Lăng Bác. Yes, Lăng Bác. In English is I don't know. Old. In English, I have told you before. Cô vừa mới nói với con xong mà. Đúng không? Hồ Chí Minh thì Mausoleum. Alo, không phải cái gì nhỉ? Ho Chi Minh Mausoleum. Do you remember? You forgot it? I have told you just like some seconds before, right? And you forgot it? Mausoleum. Ho Chi Minh Mausoleum. Can you repeat? Yeah, Ho Chi Minh Mausoleum. Yes, okay. You should remember this. This place in English. Okay. You should remember it. Okay, and next. Here. Do you know where it is? Where it is? Where is it? Quốc Tử Giám. Yeah, Văn Miếu Quốc Tử Giám, right? But do you know its English name? No, no, it has its own name in English here. The Temple of Literature. The Temple of Literature. Can you repeat? What? The Temple of Literature. Can you repeat? Repeat this phrase. The Temple of Literature. Yes, very good. Okay. Nó là cái từ, cái văn miếu quốc tử giám này con nhé, thì nó có cái tên này nhá, tên này trong tiếng Anh. Được chưa nhỉ? Wow. Okay. The Temple of Literature. Okay. Yes. Wow. And next picture, let's see. Where is it? Where is it? So here, there is a very big lake. Yes, Hồ Tây, right. Okay, but its name in English is? What is its name? What is its name in English? Tây Lake. Tây Lake? No. So, what does, no, what is Tây called in English? Tây. No, yeah. Call it West Lake. West Lake. West Lake. Okay, Hồ Tây trong tiếng Anh có nghĩa là mình gọi nó là West Lake. Còn nhá, West ở đây chính là phía Tây ấy. Được chưa? Yeah. Rồi, okay, nhớ cho cô nhá, Hồ Tây trong tiếng Anh mình sẽ gọi là West Lake. Được chưa nhỉ? Okay. Yeah. Yes, và đừng nhầm Hồ Tây với Hồ Hoàn Kiếm anh nhá. Được chưa? Yeah. Hồ Hoàn Kiếm nó có cái tháp rùa, còn Hồ Tây không có nhá. Được chưa? Yeah. Ừ. Rồi, ok. Yes, and next. Here. Do you know this place? Have you seen? Thành thờ nhà Hồ cái gì vậy? Các không biết. No. Okay, so this place is in Hanoi. In Hanoi. Maybe you haven't seen this before, right? Okay, so I will tell you. This is the Imperial Citadel of Thăng Long.
The Imperial. Thành Thăng Long. Thành Thăng Long. Yes. Hoàng thành Thăng Long. Thăng Long còn nhớ. The Imperial Citadel of Thăng Long. Okay. Can you repeat this phrase? Hoàng Thăng Long. The Citadel. The Imperial. The Imperial Citadel of Thăng Long. Can you repeat? The Imperial Citadel of Thăng Long. Đọc lại cho cô cái cụm này nào. Thăng Long Imperial. Okay. Cái hoàng thành Thăng Long là có cái tên này con nhé. Mình sẽ gọi nó theo cái tên này trong tiếng Anh nhé. Chứ nó thực ra cô thấy là cái hoàng thành Thăng Long nó không có cái tên khác ấy con. Nó chỉ có cái tên này trong tiếng Anh thôi được chưa nhỉ? The Imperial Citadel. Wow. Thăng Long. Nó hơi dài một chút đúng không? Được chưa? Yeah. Rồi, ok. Rồi, vừa nãy là những cái địa danh mà cô đã giới thiệu với con ở Hà Nội đúng không? Và cô cũng giới thiệu với yeah. con cái tên của nó trong tiếng Anh được chưa nhỉ? Thì con cũng cần nhớ cho cô những cái tên đấy nhá. Được chưa? Vậy con nên nhớ những cái tên đấy. Yeah. Ok, được chưa nhỉ? Rồi, ok, mình ở Việt Nam đúng không? Đây là những cái đội, và mình ở Hà Nội đúng không nhỉ? Và đây là những cái địa danh nổi tiếng ở Hà Nội đúng không? Yeah. Được chưa? Thì mình là một người Việt Nam và mình là một người Hà Nội thì mình cũng cần biết những cái tên đấy trong tiếng Anh được chưa? Ví dụ khi mà con gặp ai đấy người nước ngoài chẳng hạn là con muốn giới thiệu với người ta đấy là cái gì đúng không? Được chưa? Thì con có thể nói với người ta được chưa nhỉ? Ok. Rồi. Ok, so now let's go back to our lesson. Ok, so now can you tell me some special places in our country? Tell me some special places in our country. Vịnh Hạ là Hạ Long Bay. Hạ Long Bay, right? Hạ Long Bay. Okay. We don't say that Hạ Long Bay. We say Hạ Long Bay. Hạ Long Bay. Yes. Good. And what else? Or where else? Any other place? I don't know. You don't know? Okay, yes. So now I will show you. Here. Wait for me a little bit. Here. So I will show you some like special places in Vietnam. So can you see my screen? Yeah. Yes, okay. So here are 13 best places to visit in Vietnam. Okay, so firstly, here it is. Okay, so this is Hạ Long Bay. Yes, Hạ Long Bay, right. Okay, and next, let's see. This is Ho Chi Minh City, right? Ho Chi Minh City. So have you ever been to Ho Chi Minh City? Have you ever gone here? Gone there? Ho Chi Minh City. Vâng. Đến Ho Chi Minh, thành Ho Chi Minh bao giờ chưa? Chưa. Oh, no. Okay. Yes. So here is the picture of Ho Chi Minh City Hall. Okay. Yes. So when you go to Ho Chi Minh City, you can visit this place. Okay. And next, let's see another place is Huế, right? Huế. Okay. Huế. Have you been here? Huế? No. No. Okay. Yes. And next, it is Phong Nha Kẻ Bàng National Park. Phong Nha Kẻ Bàng National Park. So do you know its name in Vietnamese? Có biết cái này? No.
động phong nha, phong nha, động phong nha. Rồi, ok. Thực ra cái phong nha này nhá, phong nha kiểu bằng nó là một cái vườn quốc gia con nhá. National Park ở đây là một cái vườn quốc gia. Phong nha kiểu bằng đấy chứ nhỉ? Tại trong cái vườn quốc gia này nó sẽ có cái động ấy. Đấy chứ nhỉ? Ok, đó, rồi, đấy. Còn cái quần thể du lịch của nó sẽ gọi là vườn quốc gia con nhá. Đấy nhỉ? Vâng. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ok, nhớ cho cô nha. Phong Nha Kẻ Bàng National Park. Ok, được chưa nhỉ? And next place is Mỹ Sơn. Mỹ Sơn Sanctuary. Mỹ Sơn. Mỹ Sơn. Yeah, so do you know this place? Have you seen No. this before? No? Ok, so Mỹ Sơn. Cái này có nhá, địa điểm này nó là một thánh địa con. Thánh địa Mỹ Sơn, con đã nghe thấy cái cụm từ đấy bao Chưa. giờ chưa? Mỹ Sơn ấy. Rồi, ok. Thì thực ra chắc là kiểu mình cũng chưa đến cái nơi này đúng không? Nhưng mình cũng không biết đúng không? Đấy chưa nhỉ? Thực ra là cô cũng chưa đến cái nơi này bao giờ. Nhưng mà cô tức là kiểu cô nghe trên TV ấy, hoặc là những cái phương tiện truyền thông khác ấy. Hiểu chưa nhỉ? Ok, đây gọi là Vâng. thánh địa Mỹ Sơn nhá con nhá. Được chưa? Rồi, ok. Thì sau này kiểu mình lớn hơn ấy, mình có dịp mình đi du lịch chẳng hạn thì mình có thể đến những cái nơi này ở Việt Nam đúng không nhỉ? Đây là những cái địa điểm địa danh nổi tiếng ở Việt Nam ấy, được chưa? Ok, Vâng. rồi. And next here is Hội An Old Town, right? Hội An. Ok, have you gone there? Hội An. Vũ đến Hội An bao giờ chưa? Chưa. Chưa luôn. Rồi, ok. Yes. You should tell your parents to take you there. Ok. Kiểu lúc nào Vũ bảo bố mẹ cho con đến đây chơi này. Hội An này. Ok. Được chưa nhỉ? Yes. Ok. I have shown you some famous places in Vietnam. So do you remember any place? Rồi cô vừa cho con xem hình ảnh một số những cái địa danh nổi tiếng ở Việt Nam đúng không? Vậy con nhớ những cái nào nào? Vũ nhớ những cái nào? Nhớ những cái địa danh nào? Long Lòng bay bay. Yes. What else? Hội An And okay. Any other place? Do you remember any other place? no. No? How about Mỹ Sơn? Mỹ Sơn, right? Mỹ Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng National Park, right? And Huế and Ho Chi Minh City, right? Okay. Yes. Ok. Yeah, and next. Do you know any popular food in Vietnam? Or can you name some popular food in Vietnam? Pho, yes, that's right. Pho, right? Nem. Nem, yes. Any other? Con chỉ nhớ hai câu, chỉ biết hai cái đấy. Rồi, ok. Very good. So, do you No. like pho? No. No. And do you like nem? No. Ok, so, which food do you like? Which Vietnamese food do you like? Mấy con thích món ăn Việt Nam nào? Hợp vũ. Họ không thích, nếu không thích vậy thích cái gì? Hử? Con không biết. Không biết luôn. Ok. Rồi. Now, okay, so now you can see there are many kinds of delicious traditional foods in Vietnam here. So this is called bún chả. Bún chả, right? Bún chả. Ok. Yes. Have you eaten it? Have you eaten it? Eaten. Have you eaten it? Yes, but Yes. I You don't like it?
Oh, okay. You don't like cha, yes. But this kind of dish is very popular in Vietnam, right? Okay. Rồi, cái món ăn này rất là phổ biến ở Việt Nam con nhé. Được chưa? Và nó có thể gọi là món ăn nổi tiếng ở Việt Nam ấy. Được chưa? Và nhất là ở Hà Nội. Okay. And next is pho, right? Pho. You have mentioned the yeah. pho. Okay. And next is cơm tấm. Or we call it in English is broken up, broken rice. Cơm tấm, broken rice. Okay, here is cơm tấm, broken rice. Have you eaten it before? Yes. 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 So is it good? I don't like. Oh, you don't like it? Okay. Okay, you don't like it, but is it delicious? Do you feel it is delicious? No. I think it is not delicious. Ah, okay. Yeah. And next, bánh mì. Right. Bánh mì is also popular in Vietnam. Bánh mì. Do you like bánh mì? Mì or bread? I don't know. I don't like bread. You don't like bread. Okay. And next is bún bò Huế, right? Bún bò Huế. Bún bò Huế here. Bún bò Huế. Have you tried it before? Have you tried this dish before? No. No. Okay. Yeah, so bún bò Huế is, yeah, I think it's delicious, but I don't know if you like it or not. Okay, so you can try it someday. Bún chả. Yeah, we have mentioned it. And bánh xèo. Bánh xèo. Have you tried this dish before? Phú? Yeah. Yeah? Okay. Is it good? No. No, you don't like it? My mom, mẹ con bắt ăn. Okay, so your mom forced you to eat this, right? Okay. Yeah. Oh my god. So I don't know what you like. Okay, so I have showed you some kinds of popular traditional foods in Vietnam. So do you remember any? Do you remember any kinds of dish that I showed you? Con nhớ những cái món ăn mà cô vừa mới chỉ cho con không? Con nhớ một vài món. Ngoài phở với cả cái gì nhỉ? Phở với cả nem mà con đã đề cập ấy thì con còn nhớ cái gì nữa nhỉ? Nhớ thêm món ăn gì nữa không? Gì nữa? Bún bò Huế. Bún bò Huế đúng không nhỉ? Phở, bánh xong rồi. Phở, bún chả, bánh xèo đúng không? Cơm tấm nữa đúng không? Được rồi, rồi. Ok, ở Việt Nam có rất là nhiều món ăn khác mà cô chỉ nói chung là chỉ đưa cho con một số thôi, được chưa nhỉ? Ok. And next, so can you name some special traditions in Vietnam or special festivals in Vietnam? Special festivals in Vietnam. Tết. Yes, Tết. Okay, Tết. And what else? Tết thiếu nhi. Tết thiếu nhi. Okay. Children's festival, right? Yeah. Okay, any other? Any other? No? I don't know. You don't know. Okay, yes. So I will tell you some festivals in Vietnam. Here is Tết Nguyên Đán, right? You have mentioned it. Or we call it Lunar New Year. Okay?
Rồi, ở Việt Nam với con thì mình có Tết Nguyên Đán đúng không? Chính là cái Tết âm của mình ấy. Thì mình sẽ Đúng. gọi là Lunar New Year. Ok, Tết Nguyên Đán nhá. Được chưa nhỉ? Yeah. Yes. Ok, and next. This one. Okay, so I will show you some popular. And this is Mid-Autumn Festival. Mid-Autumn Festival. What does this mean? Mid-Autumn Festival. So we can see there are many lanterns in this picture, right? Yeah. Yeah, so Mid-Autumn Festival. Cái này, đây là lễ hội gì con nhỉ? Mình gọi Mid-Autumn Festival là gì? Là Tết chết trung thu. ừ, đúng rồi, Tết Trung Thu đúng không? Ok, good. Yes, and next festival here is Hùng Kinh Temple Festival. Ở đây có nghĩa là lễ hội Hùng Vương rồi nhá, hoặc là kiểu giỗ tổ Hùng Vương ấy. Được chưa nhỉ? Vâng. Hùng Kinh Temple Festival. Ok. Rồi, nhớ cho cô những cái tên gọi của những cái lễ hội này trong tiếng Anh nhá. Hùng Kinh Temple Festival. Được chưa nhỉ? Chính là lễ hội Hùng Vương hoặc là giỗ tổ Hùng Vương, được chưa nhỉ? And next, here is Lim Festival. Lim Festival. Do you know Lim Lim? festival Ok, đây thì là cái hội Lim ấy con. Hội Lim mà ở Bắc Ninh ấy mà người ta thường hát quan họ ấy, ở trong cái lễ hội này này. không Ok, để biết. xem nhỉ. Lim Festival. Ok. Yes, and Hội An Lantern Festival. Hội An Lantern Festival. Lễ hội gì nhỉ? Hội An Lantern Festival. Lễ hội gì đấy? Hà Vũ, lễ Hội hội An gì? Lantern Festival. Nó có nghĩa là gì không, tiếng Việt là con? Là lễ hội đèn lồng đúng không? Lễ hội đèn lồng ở Hội An đúng không? Được chưa rồi? À vâng. Con biết cái từ lantern đúng không? Lantern ở đây có nghĩa là đèn lồng nhá. Đây có There are Vâng. many lanterns here, right? Okay, Hội An Lantern Festival. And Buddha's birthday. Buddha's birthday. Do you know this meaning? Do you know its meaning? Buddha's birthday. Okay, rồi ở đây có nghĩa là lễ hội Phật đản con nhé. Tức là ngày sinh của Phật ấy, lễ Dạ. hội Phật đản. Được chưa nhỉ? Okay, Dạ. yes. Rồi cô sẽ cho nhìn lại một số những cái lễ hội sau nhá. Buddha's birthday là lễ Phật đản này. Thứ hai là Hội An Lantern Festival là lễ hội đèn lồng Hội An đúng không? Được chưa nhỉ? Vâng. Okay, and Lim Festival là hội Lim ở Bắc Ninh đúng không? Mà người ta hát quan họ. Ok, Hùng Kinh Temple Festival là giỗ tổ Hùng Vương đúng không? Hoặc lễ hội Hùng Vương, được chưa nhỉ? Ok. Vâng. And Mid-Autumn Festival là Tết Trung Thu nhá. Ok, and Lunar New Year chính là Tết Nguyên Đán của mình. Ok, được chưa nhỉ? Ok, yes. Yeah. So, after this lesson, I hope that you have learned some names of popular foods, places and traditions in Vietnam. Rồi, cô mong là sau cái bài học này thì con có thể biết một số tên của những cái món ăn này, có những hoặc là những cái lễ hội hoặc là những cái địa điểm mà ở Việt Nam ấy, những cái tên ở trong tiếng Anh của nó ấy. Đấy chưa nhỉ? Ok, được chưa? Rồi, thực Vâng. thì mình kiểu mình là người Việt Nam đúng không? Và mình cũng là người Hà Nội ấy, thì mình ở đâu thì mình cần biết về cái nơi đấy nhiều hơn đúng không? Được chưa? Ok, được chưa nhỉ? Vâng. Ví dụ khi mà có ai đó hỏi mình là ở đây có cái gì thú vị không, hay là có những cái lễ hội gì không, hay có những món ăn gì ngon không ấy, thì mình cần phải biết để mình giới thiệu cho người ta đúng không? Vâng. Bởi vì mình ở đây mà mình không biết thì kiểu làm sao người ta biết đúng không? Được chưa nhỉ? Ok. Ừ, đấy Vâng. là cô mong là Vũ có thể kiểu tự tìm hiểu thêm ấy. Được chưa? Ok, rồi. Rồi con hỏi gì cho hỏi cô gì về bài hôm nay không? Kiểu cần biết thêm cái gì không? Không ạ. Ừ, rồi, ok. Đấy, thì tức là kiểu mình không có nhiều thời gian để cô có thể kiểu chỉ hết cho con những cái kiểu lễ hội hay là món ăn đúng không? Thực ra có rất là nhiều cái khác thì Vũ có thể tự tìm hiểu nhá. Ok, nếu mà con yêu thích về kiểu du lịch chẳng hạn thì có thể tự tìm hiểu. Ok, thế thế nhỉ?
But okay, yes. So we should finish the lesson now. So see you this afternoon. Okay. Bye-bye, teacher. Mm.